này thiện hiện đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thế, vì chẳng quán sát, nên có khả năng an trụ thánh đế khổ, cũng có khả năng an trụ thánh đế tập diệt đạm. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thế, vì chẳng quán sát, nên có khả năng dẫn phát bốn tịnh lự, cũng có khả năng dẫn phát bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thế, vì chẳng quán sát, nên có khả năng dẫn phát tám giải thoát, cũng có khả năng dẫn phát tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thế, vì chẳng quán sát nên có khả năng dẫn phát bốn niệm trụ, cũng có khả năng dẫn phát bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thế, vì chẳng quán sát nên có khả năng dẫn phát pháp môn giải thoát không, cũng có khả năng dẫn phát pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế vì chẳng quán sát, nên có khả năng dẫn phát năm loại mắt, cũng có khả năng dẫn phát sáu phép thần thông. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế vì chẳng quán sát, nên có khả năng dẫn phát mười lực Phật cũng có khả năng dẫn phát bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì chẳng quán sát nên có khả năng dẫn phát pháp không quên mất, cũng có khả năng dẫn phát tánh luôn luôn xả, này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả Pháp như thế vì chẳng quán sát nên có khả năng dẫn Pháp tất cả Pháp môn Đà La Ni, cũng có khả năng dẫn Pháp tất cả Pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả Pháp như thế, vì chẳng quán sát nên có khả năng dẫn phát trí nhất thiết, cũng có khả năng dẫn phát trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vì sao này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với các pháp có sự quán sát hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly thì chẳng thể tùy ý dẫn pháp an trụ công đức thủ thắng